Thank you.
ไปโยนเดี๋ยวหลบไปกินหญ้ากินที่เดินจางนานาหันไปโยนตอนแรกง้อหันไปจุ่มหัวแน่อืมหัวบุญก็เฮ็ดเลยตัวไหนตัวไหนเข้าคู่หังเลยเนี่ยก็แก่แล้วแก่ทุกคนแก่เลยเนี่ยคนเนาะแก่ยินหายHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Em có mua được một ít đồ ăn không? Cái này nữa.
Mua nhiều thế? Mua mì cho anh, bồn bổ anh ạ. Xôi, anh ăn xôi ăn. Anh ăn cái nào? Em ăn xôi đi cho nó. Ui, xôi đỏ. Xôi đỏ này. Anh ăn đi. Cái kia đấy. Mang một quả về để luộc ăn nhưng mà lại họ lấy hết rồi. Bắt cái họ họ thích ăn. Quả ngọt nữa.
nay mà mày chắc đủ rồi nhỉ? Vâng, chắc đủ rồi anh ạ. Đi ra đây. Quấn nhá. Anh đợi đúng không? Anh đợi nhá. Nó bọc bao nhiêu lá nhỉ? Nó đợi. Nó đợi rồi. Một bón nữa xong. Dạ. Lấy ra mềm không? Nhẹ nè. Cái này gọi đi bán nhưng mà có tầm 5.000 thôi này. Ừ. 5.000 có vẻ quá thôi. Xem, nếu mà to thì bán 7.000 này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to thì bán 7.000. Hay to nhỉ. Hột nhỏ. Không được đẹp. Được. Thank you.
vẫn thừa lạc rồi. Kìa, chị đi cho anh ăn. Cho nhiều nhiều, ăn cho ngon. Cái nào khác rồi chị anh lấy ra đây. Cái này gọi là cóc mò. Sừng trâu. Ê, vậy sừng trâu. Sừng bò. Đây, này, cắt cắt vào đây thôi. Đổ vào nhé.
Tôi là nữa lấy ăn. Mai em phải đi chợ. Muộn. Tám tháng thì đi rồi. Lông mi, lông mày, lông mắt to mày. Mềm lắm rồi em đi lấy cái chậu nhé. Hết hai lần nước rồi. Anh ở nhà trong nhà hộ em nhé. Nó đâu em ở nhà đi để em đi bán rồi. Thôi anh chờ nhà đi. Đi cái này cũng không nặng mấy đâu mà. Đi tí được mà. Còn một tí nước thôi anh nhỉ. Tạm gần hết. Nhiều lắm này. Nóng ấy, bỏng ấy. Cái này thì nhưng mà phải đợi áo nguội một lúc. Đợi một lúc mới đi được anh. Em ra lấy gì vậy? Nhiều bánh quá họ không lấy được mình. Bánh ngon này rất là khó mọi người lấy mà. Không đầy người đâu. Không đầy được. Ủa hết rồi. Nhiều lại không bán.
châu.
chắc nói như 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 bọn nhá. Đương cái mà đi cày lộ. Để hết à? Còn hai cái. Một cái dưới. Cái này cho họ ăn thử. Sốt ngon thế. Một xíu nhé. Mắc phải ăn nữa. Mắc cái này à? Để ăn đi một xíu. Chắc phải lấy trên mặt đấy. Thơm quá anh ạ. Không biết nước chấm này có hợp không? Chắc ngon mà. Nhìn cũng thơm thơm, đặc đặc.
Wow. Rồi, cái kia cho xuống hết. Rồi. Anh nấu súp ngon quá hay. Ăn nhiều rồi nhé. Ừ. Ngon ngon lắm. Khai thác đám món mới này nè. Khai thác cái đường này để thu hoạch cái đám món này. Ngồi trên kia. Thấy gốc để nhổ mà. Đây là cái này. Ôi, cái này phải đào cơ. Như vậy hả? Chẳng hết rồi.
cô thôi.